Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đã có mặt tại phường Tân Bình thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường thông, kinh doanh buôn bán. Đây là nhà đang bán đại lý gạo nhé. Căn nhà này được chủ nhà thiết kế một trệt hai lầu, trên cùng lợp ngói và phía trước có sân thượng rất là rộng. Căn nhà này em giới thiệu là có diện tích ngang 5 và chiều dài 16m. Nhà này thuộc hướng Tây và có con đường phía trước rộng khoảng 7m thông, vỉa hè mỗi bên khoảng gần 2m. Đây là con đường thông buôn bán nhé. Hôm nay trời mưa, em muốn tranh thủ quay để cho vài khách đang có nhu cầu này để mình xem. Đây là con đường phía trước này. Ở đây có cà phê, bán quán ăn, quán nhậu ngay đây nhé. Bây giờ mình sẽ xem lại mặt tiền căn nhà một lần nữa nhé. Đây là mặt tiền này. Trên cùng chữ nhà lợp ngói, do điều kiện công việc chủ nhà bán để di chuyển chỗ ở nên là nhường lại căn nhà, đang kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Cửa chính ngoài đây được chủ nhà làm hai lớp cửa này, ở ngoài mình có một lớp cửa cuốn đức, phía trong mình có lớp cửa thứ hai là cửa nhôm sinh pha. Hè ở đây chủ nhà để hàng quán ở đây luôn nhé, để gạo ở đây này. Di chuyển vào trong phòng khách, sàn được chủ nhà lót gạch bóng kiếng loại 1 rất là đẹp nhé. Ở đây có văn phòng ngay đầu tiên này. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, được chủ nhà đi đường gân đường chỉ rất là sắc nét nhé. Trần là trần tô luôn nhé. Chủ nhà mới đại lý gạo lớn nên là có thể nhường lại vị trí này để cho khách hàng nào có nhu cầu kinh doanh buôn bán. Di chuyển vào trong không gian khu bếp nấu ăn. Ở đây mình có khu bếp nấu ăn rất là rộng nha. Đây chủ nhà kê bộ bàn ăn 6 ghế này. Phòng bếp nấu ăn rất là xịn sò, được chủ nhà ốp kính cường lực, rất tiện vệ sinh lau chùi cho căn bếp. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao cũng như là quạt trần ngay không gian của căn bếp này. Di chuyển về phía cuối căn nhà, mình có phòng vệ sinh, chủ nhà thiết kế ở cuối căn nhà. Cũng như phía trên mình có giếng trời thông gió lên trên nhé. Không gian rất là rộng rãi này. Ở đây mình có phòng vệ sinh ở dưới nhé. Nhà chủ thiết kế xây ở rất là chắc chắn. Bây giờ mình di chuyển lên trên và khách hàng mình cùng nhìn ngắm lại không gian tầng trệt một lần nữa nhé. Quý khách hàng đang xem, nếu có nhu cầu đi xem căn nhà này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại của mình trên màn hình, số 0973 114 255. Alo cho mình sẽ dẫn đi xem căn nhà này nhé. Cầu thang này được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ căm xe và song rất là đẹp nhé. Quý khách hàng đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh thì vui lòng ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất em đưa lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo. Lên tới lầu trên, trên đây mình có phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ rất rộng rãi nhé. Nhà chính chủ thiết kế xây ở chắc chắn, chủ nhà làm trần bê tông cốt thép luôn, không dùng thạch cao nhé. Phòng ngủ rộng rãi. Phía trước mình đây có ban công cũng như phòng thờ. Đây mình có phòng thờ phía trước rộng rãi nhé. Do chủ nhà kinh doanh buôn bán nên là tháo luôn lớp cửa để trên đây, nhà dùng cửa cuốn thôi. Ở trước nhà mình là có
mấy quán cà phê, đây có trà sữa này, bên kia có quán nhậu này, rồi quán tạp hóa này, nhà mình thì quán gạo rồi, nhà đường thông buôn bán nhé. Bây giờ mình sẽ lên trên quay lên trên. Không gian của lối đi này, chủ nhà để gần 2 mét, rất là rộng này. Ở đây mình có phòng ngủ cũng như phòng vệ sinh ở trong đây. Đây có phòng vệ sinh thứ hai đây nhé, và đây phòng ngủ thứ hai này. Không gian rộng rãi thoáng mát nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài 16, có hướng Tây, nằm tại phường Tân Bình thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này nằm ngay khu dân cư Bicusi. Quý khách hàng có nhu cầu xem căn nhà này hãy alo cho mình theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ngã tư Chiêu Lưu, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này. Lên tới lầu trên, ở đây mình có phòng vệ sinh thứ ba ngay đây nhé. Phòng vệ sinh rất là rộng rãi này, để luôn máy giặt trong đây vẫn còn ok nhé. Bên đây mình có phòng ngủ thứ ba này, trên đây kê bàn học tập, tủ áo và giường ngủ rộng rãi thoải mái luôn. Trần trên đây được chủ nhà đúc bê tông cốt thép luôn nhé. Nhà đúc 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm, trên cùng chủ nhà lập ngói thái mát mẻ, giếng trời ngay cầu thang nhé. Đặc biệt phía trước mình có view sân thượng phía trước, tuyệt đẹp luôn. Trồng cây, kê bàn ghế đá ngồi uống cà phê ngắm cảnh trên đây. Trên đây chủ nhà treo lan và lập ngói thái ngay trên không gian này. Nhà đúc bê tông cốt thép hết, không dùng thạch cao. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá chỉ 3 tỷ 800 triệu đồng, và còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nữa nhé. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.